quý vị, sáng nay ngày 7 tháng 11, Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về góp ý tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Qua 10 năm triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết 19, thành phố Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả tích cực. Việc xây dựng và ban hành chính sách quản lý đất đai thuộc thẩm quyền cơ bản được hoàn thiện, góp phần tạo cơ sở pháp lý để khai thác và sử dụng nguồn lực đất đai hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Công tác quản lý nhà nước về đất đai được thực hiện một cách đồng bộ. Việc chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hội nghị lần này, bên cạnh việc đúc rút một số kinh nghiệm từ thực tiễn, thành phố Đà Nẵng cũng đề xuất với Trung ương một số vấn đề liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, kế hoạch sử dụng đất của thành phố hiện nay. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá, trên chặng đường phát triển, thành phố Đà Nẵng đã tận dụng nguồn lực đất đai khá hiệu quả, từ đó tạo nên động lực lớn, làm thay đổi toàn diện bộ mặt đô thị. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai vẫn còn gặp nhiều điểm nghẽn, gây ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của địa phương. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn các cơ quan, bộ, ngành trung ương sẽ tiếp tục đồng hành sâu sát, tích cực, phối hợp cùng địa phương để tháo gỡ những vướng mắc, tạo động lực phát triển cho Đà Nẵng. Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định, hiện nay mục tiêu mà Trung ương đặt ra là vừa đảm bảo tài nguyên đất đai sẽ được quản lý và sử dụng một cách có hiệu quả nhất và bền vững nhất, vừa xem đây là công cụ quan trọng để thực hiện các vòng phát triển của đất nước. Đồng thời đánh giá cao những kết quả bài học kinh nghiệm về quản lý đất đai tại Đà Nẵng, nhất là gắn quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch hạ tầng. Đối với những vướng mắc về đất đai hiện nay tại thành phố, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá đây không chỉ là vấn đề của riêng Đà Nẵng mà còn của nhiều địa phương khác đang gặp phải. Và để tháo gỡ những điểm nghẽn này thì cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nếu như chúng ta không có sự phối hợp cả giữa Trung ương với địa phương, sự phối hợp toàn diện giữa các ngành, các cái lĩnh vực quản lý nhà nước, phối hợp giữa các cái tổ chức trong hệ thống chính trị của chúng ta, của cả Đảng, nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị, thì chúng ta sẽ không thể giải quyết được những vấn đề này. Và không giải quyết được thì nó sẽ trở thành tiếp tục là cái cản trở, trở lực cho cái quá trình phát triển. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhìn nhận, tuy Đà Nẵng vẫn còn một số hạn chế trong công tác quản lý đất đai, nhưng thành phố đã thẳng thắn, nghiêm túc khắc phục các khuyết điểm, thể hiện tinh thần cầu thị, xây dựng sự quyết tâm và bản lĩnh trên chặng đường phát triển. Chúng ta bản lĩnh ở đây không phải chỉ nói là chúng ta nói về những cái tồn tại, cái vướng mắc của cái thể chế và pháp luật của chúng ta, mà chúng ta nói cả về những cái tồn tại vướng mắc do cái nguyên nhân chủ quan của chúng ta, về những vi phạm khuyết điểm của chúng ta. Nhưng vấn đề là chúng ta với tinh thần cầu thị và xây dựng và bản lĩnh, chúng ta đang hướng tới những cái thay đổi ở phía trước, từ cả về những cái nội dung mới cho một cái nghị quyết mới của Trung ương, cho lẫn đến cả về các cái nội dung của pháp luật và điều chỉnh pháp luật mà chúng ta đang rất trông đợi. Đối với những đề xuất kiến nghị của thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận và đề nghị Thành ủy tiếp tục chỉ đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung hoàn thiện các báo cáo, ý kiến góp ý về thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11, làm cơ sở để Trung ương có đánh giá tổng kết sát với thực tiễn, đồng thời sớm xây dựng và ban hành những quyết sách phù hợp với yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.